cảm giác bây giờ trên mặt thì khá là căng và hơi hơi rát rát một chút sau khi làm, và mặt thì hơi đỏ lên một tí. Mọi người đã nhìn thấy giống như là cảm giác như là da của mình nó căng hơn rất là nhiều. Vừa mới soi gương thì thấy những cái nếp ở hai bên khóe miệng thì gần như là đã được cải thiện rất nhiều rồi, nhưng mà da lúc này thì hơi căng một chút, giống như là vừa bị quay ra một cảnh tát ở trong phim vậy. Nhưng mà Huyền cảm thấy khá là bất ngờ vì khi thực hiện dịch vụ thì rất là nhẹ nhàng, không có cảm giác đau hay là khó chịu gì cả. Bản thân Huyền là một người rất là sợ đau, nhưng mà khi trải qua cái liệu trình này thì cảm thấy thực sự là rất nhẹ nhàng. Đúng là cái cảm giác mà da của mình nó được gần như là tái sinh lại, và tất cả những cái nếp nhăn đã mờ đi rất nhiều, da cảm thấy căng hơn. Với cái sự đặc thù công việc của Huyền là một diễn viên rất là hay phải thức khuya này, rồi nhiều khi là hàng ngày đều phải trang điểm, nên là nó ảnh hưởng khá nhiều tới làn da của mình. Cũng có thể vì như vậy nên là làn da lại lão hóa nhanh hơn những người bình thường, vì hàng ngày lại phải tiếp xúc với ánh sáng mặt trời cũng như là rất là nhiều đèn đóm, và có những ngày thì đi diễn liên tục tới 2-3 giờ khuya mới về, nên là cái sự lão hóa của Huyền mình cảm thấy là nó khá nhanh. Và khi mà lên hình thì mình thấy rất là rõ những cái sự lão hóa này ở những cái phần đặc biệt là cuốn mắt này, rồi hai bên khóe miệng. Nhưng mà sau khi trải qua liệu trình này thì Huyền đã cảm thấy làn da của mình tái sinh rất là nhiều rồi, và hy vọng là sau một thời gian khi mà làn da đã ổn định thì Huyền sẽ còn cảm thấy được sự hiệu quả rõ rệt hơn nữa với liệu trình nâng cơ ở Dr. T này.